siêu to khổ. Rồi ok. Một lát được. Hai con chuột siêu to khổng lồ. Kia là con nữa. Nó nhìn giống chuột phết nhỉ. Đây là quá trình làm chuột. Cái chân nó to lại bằng ngón chân mình. Xem con này. Xin chào các bạn, quay trở lại kênh của ông Thành Vlog nhá. Quay tí đăng lên YouTube luôn. Quay là mổ xong con này luôn. Thu tình 79. Hả? Thu tình 79. Ôi giời. Thu tình à? Cách nào? Không. Mà khẩu wifi em cách nữa. Ai đây? Con này làm nó làm xong mổ bụng nó chắc còn cầm ký 6 ký 7 đây chứ. Nhẹ vậy nè, bụng mất nhiều vậy cả. Tính như chồn chó lại đỡ mất nhiều nhỉ. Thu tình con gì? 79. Số 79 á. Béo à, nhưng mà béo tròn xoay à. Ở mình đây thì có cái để ăn này chứ. Nhưng ngoài Bắc bảo con này hơi. Nhìn ngon này. Hôm qua mấy thằng nào quay là hai con chuột hương 18 triệu. Bố có 18 triệu. Bố ăn biết đây con này. 18 triệu mua đầy tổ nha. Chuột hương. Đúng là làm ớt giáp quay hết từ đầu đến cuối người mấy đoạn nào ấy tua nhanh tua chậm các thứ được ấy hay. Mà do em ấy quá. Em lười quá. Cái đấy thì nó cũng chả khó khăn gì đâu nhưng mà mình bây giờ mình lười quá mình chả làm. Để sữa này. Coi phim ấy. Thì rắn nhìn nó đỏ hơn hẳn nhỉ. Mưa gió anh em thịt dăm ba con. Dăm ba con chuột nhậu chơi đây. Quay phan à. Chuột cống. Do cái cắt cái này cắt cái mẹ xưa đâu mày. Bạn nào thấy hay thì nhấn like và subscribe cho mình nhá. Ủa cái đây nhìn giống cái lòng giống lòng chuột bay phết nhỉ. Do nó cũng ăn lá không nên nó xanh nhỉ. Nó ăn lá không nhưng mà nó lại không đắng như con chuột bay hả ta? Cũng đắng luôn này. Được rồi anh Trung ơi.
ăn bia pịa pịa gì đó nhỉ. Chơi ăn thắn mày sống rồi. Bữa coi cái video mà cái ăn con sóc kia kinh nhỉ. Ui, nó cắt ra y thịt nó đỏ đỏ nhỉ, nhưng mà bé bé con sóc bé nhỉ, sóc bụng đỏ ấy. Con đấy chắc chết 3 ngày rồi, cứng đét rồi. Nhìn ghê. Bẹ sữa. Sao mà chụp tao nhắm tịt mắt này thằng kìa. Đây chụp. Tí em gửi hình của em chụp qua cho. Chụp điện thoại em ấy. Bắn xuống giữa bụng này, chụp máu không? Trời hơi tối nhỉ. Con này bỏ tủ đá chứ anh ơi, chứ bỏ cha đi cho nó đỡ ấy. Dạ. À mổ à. Sao tới lúc nào bán ăn họ mới khò sao ạ? Ý là tí này anh có khò không? Không. À mổ bụng rồi cất đấy, lúc nào ăn làm khò lại nó mới tươi đúng không? Lòng có làm hay bỏ anh? Đăng lên YouTube à? Gì? Đứng. Ăn thịt chuột. Đây là thịt chuột Tây Nguyên. Thịt chuột Tây Nguyên to là như này đấy chứ. Có cả nhấm mà. Ok anh, cho mở ra đi. Cay à? Nấu dạ cay có hết. Sao? Nhìn phê à? Nhìn như cái đùi gà ấy nhỉ? Nhưng mà quay điện thoại to trời tối bạn ơi, nhìn nó hơi đen. Nhìn điện thoại đều đều đều. Điện thoại đều. Đấy à? Anh quay điện thoại anh là sáng trưng. Màu là thiệt. Thấy không? Sợ như mông con gái 16 này. Đúng là cái này bật cha đèn led lên đấy nhỉ. Quay được. Nãy không quên không bật, bây giờ đích bật được. Sao bật được? Có góc ở trên á. Đéo nhỏ. Không như thế. Không nhỏ được hả? Do anh băm khẩu ấy chứ. Người ta băm lần lượt là nó nhỏ hết. Em làm không mà ăn có một gợn nào. Bóp thịt nó vẫn kinh nhỉ. Bữa em xem cái bộ kia ăn cả cua, gỏi cua ấy nhỉ, cua nhảy đấy. Bắn phát xuyên đây. Ôi em tưởng là để cá như này chặt ra chứ anh đi, này lọc ra. Ôi em nghĩ cái này mà nướng thì y bài á. Cái miếng này nướng thì thịt chuột siêu to khổng lồ. Đây mình phải cho nồi áp suất Ninh man nổi. Đồ hôm nay đi có mấy chỗ cảnh đẹp lắm. Cái gì anh? Nhìn hơi bị thương vọng luôn. Cảnh á? Cái ba lúa nó bằng mấy nhông rồi đó. Dễ lúa.
Ủa cái này không thái à anh Sinh? Có chứ. Cái đó tôi để tí nữa. Mà cái đó để tí nữa nấu không thái lên ra. Quên mà. Nấu xong mới thái à? Quay kiểu này về người ta mà xem chắc điếc hết tai. Rồi chung rồi, cho mượn ra với. Đây. Thế yên. Yên tĩnh hẳn. Như cục thịt mạc. Được ít. Mang về chiên trước đi nhé. Vâng. Cho mày đem lên để chiên. Anh trộn lên luôn em ăn. Và vào lấy gia vị đây. Anh chọn nha, anh ướp đi. Ướp thì rắn kìa. Thịt gần nhau nè. Lấy cái gì nhá anh ơi? Em chả thấy cái gì luôn, nên nó mới là chuyện. À đây là. Đúng rồi, chặt ra ra đi, tính nữa đỡ phải động. Đỡ nấu xong đỡ phải chặt. Bột nêm, muối. Đây là món rắn gì nhỉ? Rồi, nhiều quá. Ui, nhiều thế. Để ớt cho. Nhiều tí thơm. Thôi đi, khi đầu này. Cái dầu này. Dầu ăn này. Cái dầu ăn. Bột ngọt cho chưa? Chưa. Mới cho muối tiêu thôi. Dầu ăn nhanh đâu ta? Hết rồi sao ạ? Đây bột ngọt đây. Hơn dầu ăn thì tí em mang về nhà em cho cũng được. Hả? Dầu ăn thì tí em về nhà em cho bán được. Đây em bán luôn. Đấy. Dầu ăn không có. Chắc mang lên giấy được không? Đây. Có dưới đáy, có dưới gầm. Dưới gầm vàng. Này đâu đây?